Ủa, cái con nó đâu rồi ta? Ủa, alo, xin chào bạn nha. Chào mừng các bạn đến với channel mình. Mình là ITTV đây. Trước khi mà video nhớ like, share, đăng ký channel mình. Nhớ mọi mình nha, mình nhớ hoài đăng ký mọi tất cả người trong team tối nữa. Và cũng đừng quên đăng ký tham gia là biết đợi tối xem mình livestream và tất cả người trong team tối livestream nha. Và các bạn hãy nhớ qua như ta gọi là tham gia vào group Facebook Làng Sư Tối, tham gia luôn một cái fanpage mình nữa. Và cả Discord nha. Hôm nay mình đây đi kiếm một con gọi là con người tuyết. Mình lấy cái chiêu băng của nó. Ê, nói chứ mặt không y. Nói chứ mặt kìa, cái chiêu băng ấy, này nằm trên tay nó. Mình phải lấy được cái chiêu đó về cho cái Làng Sư Tối mới vui. Con này có chiêu băng không ta, để mình xem tới coi. Ô, con này không có, con này không có. Nhưng cái chiêu băng nó nằm đâu ra. Ê, quý vậy. Ê, tỉnh này, tỉnh này. Ê, nó nằm cái chiêu băng trong người đó kìa. Trời ơi, chết rồi, nó bật rồi. Ôi, nó lấy nó này ngập chiêu băng kìa bạn, thấy chưa? Giờ có cách nằm nhận. Ê, nó băng rồi, chết rồi. Chết rồi. Ôi, ai vậy? Gì vậy? Ủa, ai vậy? Ủa, sao nó chết vậy? Ê, con sói kìa, con sói, con quỷ sói. Con sao nó to vậy? Ê, nó giết thằng mình. Ấy, nó giết thằng mình kìa, con sói. Ấy, tao không. Ui, đừng, trời. Ê, sao con gặp con này vậy? Ê, hai con, đóng băng rồi. Thôi, ê. Đừng ăn thịt à. Con sói sao nó to vậy? Ê, nó phun băng kìa. Ê, ai à? Ê, đừng, chết. Đứng lại. Ai à? Dạ, ấy, tự nhiên phun ấy, đừng, kẹt, đừng ăn thịt con mà, cô bác sói. Really nigga? Bác sói đây rồi. Ngươi là ai mà sao ngươi dám đi vòng vòng chỗ này mà ngươi còn lại chọc mấy cái con thú của chỗ này nữa? Con là một đứa con lết trời, còn ăn bột mà nên đừng tha con đi. Con nít, con không có gì ngon đâu, đừng ăn. Ấy đau. Xạo hả mày? Xạo hả? Đứng em. Nè, đứa con nít này. Ê dạ. Ê. Không đứng em thì đóng băng luôn. Ôi, đóng băng rồi tới rồi. Thôi tha con đi, chịu tối rồi. Tha cho con chè đi mà. Bây giờ ngươi ơi, chỗ nào tới đây nói thì nói là con nít. À, xong từ, rồi từ Làng Sư Tối tới đây, từ Làng Sư Tối tới mà là Làng nào ta không biết. Bình tĩnh, giờ này buổi tối rồi nên cho con về. Chết rồi, chiều tối mình có về. Cô người có biết là nếu như ngươi bây giờ ngươi đi về là ngươi sẽ bị mấy con kia nó đánh không? Trời, tối luôn rồi. Cái này là sân chị hay là anh đây? Sân thử đây, sân sai ta đánh đó. Anh là chị. Em từ từ, bình tĩnh. Anh này là gì ta? Anh sói ơi. Mình chắc là chặt anh sói. Ê gì vậy? Đúng không vậy? Ê, đóng băng rồi. Anh sói hả? Chị sói ơi. Tại sao đóng băng mày lại đâu? Chị sói, chị bình tĩnh nha chị. Chị ơi, chị tha em đi chị ơi. Đừng ăn. Ê, u sao chị đẹp vậy? Trời ơi, chị đẹp quá vậy. Đập. Giờ này con nít mà dám đi vòng vòng ở chỗ này hay nhờ. Úi, mặt trăng. Ôi, mặt trăng anh ấy chọn. Hình như cái kia là ấu bà Thành. Ủa, chị ơi, chị là ai vậy? Chị có biết chị lâu đài không vậy? Lâu đài đó của ta mà. Của chị á? Ủa, chị vậy là chị là bộ công chúa sói tuyết hay sói băng hay sói tuyết vậy? Nó lại coi, sói băng hay sói tuyết? Băng, đúng rồi, băng. Chị bắn ra băng, chị phun băng mà chị băng đúng rồi. Ê, đừng đóng băng em. Coi sói tuyết, được chưa? Tao dắt mình đi tới đó cho tham quan. Ê, trời ơi. Oh my god, đi mà nhìn không nhìn được. Tao bắn tội. Đi ra nè. Cho em lên lưng chị cưỡi đi, chị dạy em về đi đi này quẹo quá. Dạ, chị nhảy cao đi. Đem, cửa mở. Ôi, sao sao cái chỗ này kì vậy? Wow, đẹp vậy. Anh nghe, mày đứng, mày canh làm gì vậy? Ủa ai vậy? Mày vô rồi mày cứ chưa? Sao lại vô được vậy? Cửa có mở đâu mà không vô được. Ủa, cửa có mở đâu. Ủa, cửa có lao ba mà. Ủa, lao ba chỗ nào ta? Ủa, thôi, anh này là ai vậy? Đây, xin tự giới thiệu. Sắp tới ta sẽ trở thành ông vua của nơi này, ông vua của loài sói tuyết.
lớn rồi, bốc phét ít thôi. Sao bạn? Nói gì? Ghê nói hả? Gì? Nói lại coi. Ôi. Nói gì mà nói lại coi. Ủa chị đâu vậy? Em xin lỗi, quên cái sự hiện diện của chị. Ôi. Ôi trời, đóng băng luôn rồi. Ôi. Ôi, dạ, đâu, đâu, dạ, sao em không bị dính vậy? Ôi da, đâu. Tao lớn nhất ở đây nha, mày dám nói ai là vô. Hả? À? Không, em nói em, Ủa, này hầm ngột quá. Rồi, vô đi. Cái gì vậy, bắt em vô. Điên. Chứ thằng nhóc này đâu ra vậy? Đi lên, đem nó lên. Đánh xuống rồi vậy. Ồ, hiện ra là con người ư. Đúng rồi. Ủa, anh này biết được con sói này, nhưng mà sao con sói này nhỏ hơn sói kia vậy? Rồi, sói chị kia nó to. Nó nhỏ hơn chị. Rồi, chắc anh này cũng yếu hơn chị phải không? Yếu, đâu quýnh lộn không? Nghe cắn lộn nè. Đâu, quýnh không? Gì? Ôi, trời. Xin vĩnh biệt cụ. Ủa gì vậy? Dám lấy kiếm này, tao chưa cho phép mà dám lấy. Ơi, chị mạnh quá à, trời. Chị này, chị gọi là chị này, chị sói băng này đúng mạnh luôn á. Ghê thật chứ. Hình như nãy em đang kiếm cái này nè, chị ơi, cho em cái này đâu. Ê, đánh, đóng băng luôn rồi. Ai cho em đây, em về em cho mấy người bạn trong này, xin tối em đi kiếm đó đi nãy giờ. Ê, đánh, chạy qua đây, không sao, không đóng băng được đâu. Chị ơi, tha em đi chị ạ. Cho em phép nhờ. Rồi, cho em xin đây. Những thứ này là thứ mà tự nhiên đã ban cho những người bạn ở khu tuyết này. Mà người dám tới đây, người giết nó đi, người lấy. Đâu, em đâu có lấy đâu. Em đâu có giết đâu, em chỉ chạm thôi mà. Lúc đó đem ngủ. Tại vì ngươi mà ta đã phải giết tụi nó để cứu người. Người có biết không hả? Đâu, em sẽ bị đóng băng. Em biết rồi, đừng. Hiểu chưa? Hiểu rồi, đừng tha em đi chị ơi. Chị sói băng đáng yêu ơi, chị sói băng xinh đẹp ơi. Trời ơi, mắt chị có hai màu đẹp quá. Đâu. Để con cho nặng nó chặt chị. Nha chị. Thằng kia, đem nó đi. Dạ, đem gì đâu? Đem nó đi ăn đi. Đem đi đâu? Ê, gì ăn hả ơi? Đừng ăn tụi em. Chạy. Sao lại không nhỉ? Đứng lại coi. Chạy, lên. Chạy. Ừ, chạy đi đâu, đứng lại coi. Ở đây là không phải là như cái lồ chơi lồ, cái khu vui chơi đâu, mọi người cứ chạy hoài đi. Wow, như phòng ăn của mọi người nè. Nhưng mà mình núp đây chắc chắn ảnh đấy không biết đâu. Mà cái này là máy gì ta? Ủa này dạ cần mày à. Wow. Ủa nó bắn đâu vậy? Ui da. Bà nội đó. Tao bắn dưới. Ê, tắt. Như nó xả đạn dưới mày. Đếm. Tao đếm từ 1 tới 3 mà mày không xuống đây, mày đứng trước mặt chị là mày lên đường. Rồi. 1. Em đứng lại chứ, đứng nè trước mặt mày. 2. Chị mày đó nó thả xuống à. Mình đây. Đâu. Đâu. Mày biết tao đau lắm không? Sao dám quậy? Em có biết đâu. Xin lỗi em trai của ta nhanh lên. Em xin lỗi anh, trời ơi em chạy anh mấy cái mũi tên. Trời ơi mình có để ý đâu, nó thả xuống bập ảnh dính. Rồi, tha cho em nè, trời còn dính cái ngay cổ. Nè, bây giờ cái đây ta chỉ cho ngươi làm này nè. Làm gì vậy? Đứng ở đây. Đứng đâu? Đứng đây làm gì? Rồi, đứng đây nha. Rồi, bây giờ ta phải trả thù. Ê, đau. Ôi, nhà anh có chế độ phòng thủ ghê vậy. Ủa, nó xả nè. Ghê rồi chứ. Nè, bây giờ cái đây. Thôi, em không chơi đâu. Thôi, tha em đi mà ơi. Trời cũng sáng luôn rồi, em tối bụng qua, hai chị có gì cho em ăn không vậy? Cho em ở đây bọn ta chỉ còn là cá sống thôi. Nhưng mà em tối bụng qua, hai chị có gì ăn không? Trời sáng thì em đi, em chưa được ăn cái gì đi. Thầy, bọn ta toàn ăn đồ sống không, người có ăn được buổi, không buổi đó. Tối mà, em muốn tối em nguy hiểm lắm chị ơi. Thôi, cho em xin tiếng ăn đi. Quăng cho nó mấy con cá sống đi. Ủa, cá sống gì? Ủa, cá này sao em ăn? Cá này còn sống mà. Bọn ta, người ăn không được. Đã được ướp lạnh và diệt khuẩn hết rồi. Điều tòa bốc phét. Không hề có vi khuẩn. Dạ, ăn giống như wasabi á. Cái gì ta? Ăn bay wasabi mà là gì ta? Sushi á. Sushi á, trời. Ăn thử coi ngược. Trời ơi, dạ, nó cứng ngắt vậy. Cứng thì em mà còn lạnh nữa chứ. Cái đóng băng mà. Tự nhiên rồi, phải rất là lạnh nó mới ngon. Không, nó vẫn tanh dữ vậy trời. Mà còn bốc mùi nữa trời. Giờ người mình bốc mùi luôn rồi. Anh chị ăn này hả? Nó dám chơi kìa. Ngon. Ơi, em ông nói vậy không lẽ bây giờ tao lấy thịt ngươi tao làm sushi tan ta. Ngon lắm chị ơi, ngon lắm chị làm đồ ăn là số 1 thế giới chị ơi. Chị ơi chị cho em xin kia đâu chị em xin cái quả cầu đi đúng rồi. Ê, đâm rồi luôn. Ê,
Trời ơi trời, tụi mày xứng đáng được tao đóng băng. Thôi à chị ơi, chị gái xinh đẹp, chị hiền dịu đi chị ơi. Đứa suốt ngày cứ hâm he cái ghế của tao, một đứa suốt ngày cứ hâm he cái đồ của những con linh thú của tao. Trời ơi, linh thú gì nó làm ở ngoài, nó nguy hiểm lắm, em mượn về em chơi lại đầu em trả mà. Ở đây à, chị dữ quá à. Chị đó dữ quá à, bạn ơi. Giờ nói lại, đó là linh thú của chị. Dạ em biết rồi. Dạ chị hiền tóc bộ mây gì vậy? Trời, mấy con kia nó cứ đứng trên thú trên kia luôn à. Ủa nó có mặn kìa, trời sướng quá à. Ủa. Bây giờ rồi, ăn này ăn xong rồi thì đi về đi. Buổi tối mà. Tối thì tối chứ, đi về đi. Không hiểm lắm, giờ này đi gặp mấy nó chị ông chị ông sợ chứ. Em nhỏ này là người ta gọi là bị quái vật ăn thịt à. Ăn thôi. Không à, chết để đứa khác. Thôi dạ thôi, rồi em ở tới sáng đi, rồi sáng chị dẫn em về đi chị ơi, chị giấu yêu ơi. Dạ, ê, à đúng rồi, lại tối em có nhiều thứ thú vị lắm á, sáng mai rồi có gì chị dẫn em về làng rồi em cho chị à. Gì ta, chị muốn gì em cho chị tới đó. Đây anh đây, đây anh đây. Rồi chị à, rồi nè. Ủa giờ ơi, dạ, dạ bay ơi, đi đâu ơi. Trời, ở đó đi. Ây, đừng, đừng, cao lắm chị ơi. Ôi sao mấy người này độc ác với mình quá vậy. Thôi ở trên đó tới sáng ngày mai ta sẽ cho người về. Thôi nào, sao sao ống lại lắm thôi. Ê, có bạn nữa kìa. Ở đây, bạn vậy lên đầu ta đi. Dạ. Bên đây. Gì dạ? Dạ đi đâu vậy? Ê, dạ ê. Đằng 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 đằng. Đây. Ê, ui ôi nó cạo kìa. Chị ơi. Ê, nó còn cào nữa mình. Ê, ê, chạy. Ủa cái cần này là làm gì vậy? Nó không được giữ nữa. Ôi, ôi, nó cào tới ghê vậy trời. Á, á, đóng băng rồi. Con nó, đóng băng rồi. Ê, nó bị đóng băng lại kìa. Ôi. Mày. Ôi, thôi đi ngủ đi, tao mệt quá, tao không giỡn người nữa. Đi ngủ. Ôi, ôi, anh cười ơi. Ui rồi nó cào chết con chim luôn rồi. Thôi chạy. Giờ sao mà xuống ta? Anh ơi có đường nào xuống không vậy anh? Anh chạy em vòng hoài vậy? Đúng rồi. Ủa đường nào ra? Ủa vậy đường nào ra anh ơi? Trời ơi đi đường này nè hối hoài. Đường đó có ra đâu? Ủa xuống tiếp. Sao lên? Anh. Nè. Ê chạy em ơi. Gì ta? Sao mình chạy dưới đây luôn rồi? Nè. Đâu? Ủa, thôi tiếc bọn ta có thể nhảy cao nữa, người không biết à. Ồ dạ, wow, thôi kệ đi ngủ. Nhưng mà chỗ này chỗ ngủ chỗ nào ta? Ý, hình như mình để mấy cái nhà này nãy mình để ý vô, mình nhìn mấy nhà này có gì không ta? Cái này thuốc à, pha thuốc à. Có chỗ sách luôn. Ôi, con đó, bực mình quá à, con nó như ghét cậu cái gì á, nó ghét mình thì sao á, có thèm lấy đồ nó đâu, nó phun mình hoài. Bên trong này có gì ta? Này đồ ăn à. Nhìn đây nè. Giường nè. Thôi à, đi ngủ. Chui vô. Ok. Thôi, nằm ngủ giấc bây giờ. Ôi trời sáng chưa ta? Mình ngủ đây nguyên một đêm luôn. Úi, sáng rồi nè. Ờ à, giờ chắc mình không biết mình nhớ đường về không nữa. Chắc kêu anh chị đưa mình về trời. Anh nhớ. Nằm nói quá vậy. Chờ là ở đâu trời? Đi ra ngoài nè. Chị ơi, giờ chị có đưa em về không? Hay là chị cho em mượn cái cục kia đi. Chị cho em cục kia chị ơi, chị gái xinh đẹp. Chị gái xinh lên là xinh hai màu mắt, màu xanh xanh xanh. Dạ, đoàn à, tao nào có đồ ăn chín không chị? Ăn vào, nhanh lên. Chán, chứ cứ làm bắt ăn mày hoài, cứng ngắt, đã cứng rồi nó còn khó ăn nữa. Còn tanh nó chiếm ghê. Chị ơi, chị ơi, hay là giờ chị đưa em về lại không? Ok, thôi. Em về. Đâu, chị đưa em về, bắt đầu rồi em về đó em kiếm đồ nhưng cho mà chị. Nhưng mà gì? Mày nói cái gì đó chứ đâu thể nào mà đưa về một cách dễ dàng như vậy. Nhưng mà chị phải đưa em về nhà rồi em mới có đồ đưa chị chứ giờ em đâu có đồ gì đâu. Có cá của chị nè. Chị đưa em về, bắt đầu chị cho em vào cái cục kia, em sẽ trao đổi với chị một món đồ mà chị sẽ quý, ai chị sẽ thích đó. Hay không? Chắc chưa? Thẹt. Thằng kia đâu? Ủa gì vậy? Anh đang nằm ngủ bên trong kìa. Anh nằm trên cái ghế. Cái gì? Đang ngủ kêu hoài. Đi về đây xin tốt nè. Ờ, đẹp rồi. Xin tốt là cái gì vậy? Đi. Im không? Im không? Ôi, dạ, tắt. Chứ sau này sao ra?
Thì cái này phải mở bẫy nữa, không thôi có kẻ đột nhập. Ủa sao anh đi ra được? Ừ quên nữa rồi sao giờ? Đặt đi. Mà đi ra thì có kẻ đột nhập. Ê ui, ở trên có lava thì sao nông lên bật lava phía trên? Ôi ôi, chị này nhảy lên luôn. Ê rồi. Rồi đâu? Dạ đâu. Rồi lava nhảy xuống rồi, lava nhảy xuống. Xuống này, ui trời ơi. Ôi chết bà rồi, chết bà chị gái ơi, cứu em. Rồi. Sao mày ngu thế hả? Trời trời ơi, ôi ôi. Trời ơi, mày làm ơn đi, mày làm ơn giùm tao đi. Ôi ôi ôi, kéo à thôi đi về. Vậy là trên đó có thịt thà gì ăn không? Đi, có nhiều thứ lắm, có nhiều thứ lắm. Đi chạy em, đi chạy em. Ok, gì? Ok, về lại trên đó thôi. Ôi ôi, gì vậy? Nắng nhau vậy? Thôi, đi. Về lại trên đó mình sẽ kiếm gì đó trao đổi với hai người này nha. Để công ơn đưa mình về lại. Đi về thôi, dạ. Đừng đánh em, đừng có cào em chứ. Đừng có khèo khèo nhột lắm. Trời ơi chị gái ơi, giò chị bự chứ nhậm nhậm chị gái ơi. Trời ơi, thằng kia múc chỉ đâu rồi, chị chậm quá ta. Ảnh số nhỏ mà chị đúng chậm luôn á trời. Thôi, dạ, đi đâu đi về thôi. Thôi, giờ có việc là đi thẳng thôi. Là về được làng rồi. Ôi ôi ôi, trời ơi, chị này nhảy nữa kìa. Ôi, hơi xa chút xíu nha. Mà đúng không ta? Ê, đúng rồi kìa. Làng nhỏ đây rồi. À đúng rồi, đi thẳng. Quá, đi đó bụng quá đi. Từ từ, về chỗ em đi, em kiếm đồ ăn cho hai người ăn. Đúng rồi, đường này nè. Rồi, đúng rồi, tới làng, chỉ lấy làng của mình á, tới làng, về làng thôi. Bữa này nè, đi qua này nhanh nè, trời ơi. Yeah, về được tới làng tối hơn, có được hai người này dẫn về. Về nhà bạn ơi. Quá, hai người biết hình người, đừng biết hình thú mà đi vòng vòng. Người ta sợ. Rồi. Ô, chị kia đâu? Chị kia đâu rồi? Rồi, nó mới đây. Đây trên đây nè, trời ơi. Đâu vậy? Trên cây nè. Cây nào? Một cây nào ta? Rồi. Cây nào vậy? Mày có thấy cây nào? Trời ơi. Cây kế bên nhà màu tím nè, trời ơi trời. Trời ơi, chị nhảy thì vừa ta thấy không? Chị tay người thấy nhà mình ốc nhà của em á. Đi. Ủa trời, nhà mình mở cửa tan quan vậy. Không lẽ có chạm vô ta? Có ăn chạm không? Có ăn chạm không? Hình như không. Hai người ơi, vô nhà em chơi nè. Nhà gì mà hiện đại quá vậy? Đúng rồi, nhà em hiện đại lắm nè. Nãy mọi người cho em ăn cá, em cho mọi người ăn lại mấy món này nè. Chắc đang đói, nãy giờ đi hơi xa chắc đang đói không? Cho mọi người ăn thử món này nè. Ý gì cả mất cái bàn của mình rồi trời. Đây nè, món thịt bò nè. Trời à. Là thơm chưa, thơm chưa. Thơm chưa có hai miếng bánh nè. Cái này cái gì đẹp thế? Ê, đừng. Đừng có lấy của em, đừng có lấy. Ồ, ê, trời cái tivi của mình. Đây nè, hai chị ăn thử miếng bánh đi chứ à. Chị quen đã cứu mày, chị đem về từ khu của chị mà mày không cho chị mấy cái món đồ này được à? Nồi rồi nè, ai người ăn thử mấy món này của em đi. Món này là của khu vực của em nè. Để cho anh cho ăn cá nướng, cá sống không? Ăn thử món này còn ngon không? Thịt ba chỉ đó. Ngon nhờ. Đó, ăn đi, ăn không nè. Cho mọi người thử miếng nè, trời ơi. Xuất sắc luôn á. Tuyệt vời, hấp dẫn, mấy cái món này hấp dẫn hơn cái cá sống của mày đó nha thằng em. Rồi. Ờ kìa, nhân viên. Ủa, mấy cái này là cái gì đây? Dạ, đừng đạp, ê, giáp của mình mà trời. Lấy mất tiêu luôn. Ê, chị ơi, chị có giữ cái chiêu không? Nhìn ngầu thế. Phun băng kia không? Chị có giữ cái chiêu phun băng kia không? Có chứ. Ê, đừng phun băng em nữa, em có thứ trao đổi với chị nè. Rồi, đóng băng rồi mày. Đây nè chị ơi, rồi, đây là viên ngọc của ba mẹ nè. Cái viên này chắc mình sẽ bán được nhiều tiền lắm, nhưng mà thôi trao đổi. Chị ơi, em có cái viên ngọc này nè, chị trao đổi với em đi. Hiểm lắm á. Nè, chị trao đổi cái chiêu. Chiêu kìa. Cái gì lấp lánh vậy? Giữ đi. Ây, rồi, giúp em chiêu kìa. Ây, thằng nhóc này cũng được. Cái này được. Ăn được không? Đó. Ê, đừng đóng em nữa, cho em cái chiêu đó đi. Thôi, thổ hoài trời. Nên thì là hấp dẫn đó nhờ. Thôi đi. Cho em chịu đi, em đưa mọi người cho đổi kia mà. Đây, cho em xin chịu đi. Rồi, để ta chơi một chút. Chơi chút gì nữa, thôi nào. Ủa, người đâu rồi? Ê, đừng, đóng băng nó đưa em chịu đi. Trời ơi. Rồi, đóng băng gì vậy? Ta không thể đi lâu được đâu. Cảm ơn vì bộ đồ nha. Rồi, lấy hết luôn rồi nha. Rồi, hai người này, nhưng mà tất cả có cái chiêu rồi, có chiêu rồi. Giờ đi qua cho những người trong làng tối thôi. Mình mong chờ cái vụ cho này từ hôm qua tới giờ. Dạ hên quá, hai chị đưa mình về nhà. Rồi đi qua nhà của hai người kia cho mới được. Đi. Ủa, hai người đó đâu rồi ta? Đi coi. Ú, hai người đó kìa. Gà tròn mới được. Ủa, ê, hai chị kìa.
Hello, đang chơi gì ngoài đây vậy? Đi đâu trời hôm qua tới giờ không thấy. Ờ, hôm qua tới giờ mình được gặp hai anh chị gọi là một là công chúa sói kia, một là hoàng tử sói, trời ơi, trai lắm á. Thảo bò. Thảo á, đó mình thảo. Thảo, cái đó chỉ có trong chị thôi. Trong chị thì hai chị đó có thật, hai người đó đã cho mình một món đồ nè. Còn ném đánh mình á, thôi nè, phun băng. Cái gì vậy? Phun băng nè. Cái gì vậy? Gọi lên. Hai người đó đã cho mình cái chia này nè. Băng hai cốc lửa nè. Đập đầu nè. Trời ơi, chiêu này mạnh quá. Đúng là một cái chiêu mà đúng là băng hả? Bật buông xin đốt lửa không rồi tôi sẽ đốt lửa. Rồi, đó rồi, phải đạt năng lượng nữa. Rồi, đúng là cái chiêu này vui quá. Được rồi. Thôi, video này em đã già, cảm ơn mày Thảo video này. Nếu nào thích video này nhớ like, share, đăng ký channel mình anh nhớ mọi nha. Và nhớ qua đăng ký mọi tất cả người trong đêm tối nha. Ok, mình chơi tranh nha, bị đâu băng đây. Ủa, sao nó có tác dụng nè. Không được đâu. Không được á, cho sao bị đâu băng. Hết rồi. Máy bay nha, máy bay nha. Những bạn nào thích mình đăng những nội dung trên Facebook, hãy nhớ tham gia vào link fanpage của mình nhé. Mình để dưới phần mô tả đó, và bạn hãy vào click vào cái lượt thích này để theo dõi những video mới của mình nhé.